lần cuối, lần cuối ta bước chung lối, lúc ta nói không rồi là lúc ta đã mất nhau, vết thương hằn khắc sâu và giờ không nhắc tên nhau, hỏi nhau từng câu như lúc đầu. Nếu như đã không muốn, nếu như đã không muốn thì cớ sao còn nắm tay bước đi cùng với nhau, và giờ ta đã chia xa, trách nhau vì chi, vì những gì. Đi cùng anh vào cuối chiều, không phải nghĩ nhiều, em vẫn muốn mình bên nhau, nhưng sao bây giờ lòng đều hiu, anh vẫn cứ chọn kết quả đứt đoạn. Cuộc tình này là anh mỗi nhưng vẫn đành lòng mà phức tròn anh à. Sài Gòn 10:30 anh vẫn đến đón, em cười mà không tươi, tình yêu này lửa tôi đôi môi. Dạ là buồn hơn khi nhìn hạt mưa rơi xuống mái hiên vỡ đôi, mỗi sáng thức dậy không nằm cạnh nhau nhưng nụ hôn ta nở môi, có vị mặn chát bờ môi, em vẫn cứ ngỡ như vợ thôi. Sài Gòn không anh mà vui em đâu, ngồi đây chỉ đếm giờ trôi, và vẫn không thể vì mãi đôi mắt trong veo nơi khu ban công. Em cứ nghĩ tình mình mãi chay từ thu sang đông. Lần cuối ta bước chung lối, lúc ta nói không rồi là lúc ta đã mất nhau, vết thương hằn khắc sâu và giờ không nhắc tên nhau, hỏi nhau từng câu như lúc đầu. Nếu như đã không muốn, nếu như đã không muốn thì cớ sao còn nắm tay bước đi cùng với nhau, và giờ ta đã chia xa, trách nhau vì chi, vì những gì. Ừ thì anh chính xác là người như vậy đấy, cho tặng một tim trong vài ngày lại ngại lấy nên thua. Thôi thì cũng chịu, anh thua vì đủ điều. Chiều mưa là biểu hiệu chắc do trời biết, nếu không có em anh ngủ nhiều. Đúng là khi biết đời mong lung, ta lỡ lại không đúng lại nhỏ giọt trong công chung, và mọi thứ dường như ngừng lại. Ta lục lọi những kỷ niệm, thời gian ngừng trôi và đời phải dừng thôi. Những ngày đó ra sao hả anh? Anh mong em đừng hỏi, xin lỗi vì không thể giữ mất em trong keo. Những ngày dài được em trong keo, tâm tư anh biết lại nhạt lỏng lẻo, ý niệm tự vẹn và tâm hồn bụng hiểu. Xin được trốn chạy khỏi những điều ta đã gây ra, khi lại xin lỗi đã quá xa xỉ với những cú ngã bay xa. Lần cuối ta bước chung lối, lúc ta nói không rồi là lúc ta đã mất nhau, vết thương hằn khắc sâu và giờ không nhắc tên nhau, hỏi nhau từng câu như lúc đầu. Nếu như đã không muốn, nếu như đã không muốn thì cớ sao còn nắm tay bước đi cùng với nhau, và giờ ta đã chia xa, trách nhau vì chi, vì những gì.